Xiaomi Mi 11 5G hoàn thiện hơn và khô máu. Bạn đã đến với The Tech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Và hôm nay thì chúng ta đang có Xiaomi Mi 11 5G mới được ra mắt chính hãng gần đây tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng hơn 21 triệu. Thương hiệu nào cũng thế thôi. Ban đầu thì họ sẽ làm ra những chiếc điện thoại với cấu hình rất cao, rất tốt cùng với một mức giá hấp dẫn, nhưng dần dần thì họ cũng sẽ phải lấn sân để vươn tới cái phân khúc flagship. Thì Xiaomi cũng vậy. Và đây thì là Xiaomi Mi 11 5G hướng tới phân khúc flagship 20 mấy triệu. Nhưng tất nhiên đó sẽ chỉ là mức giá mà nhà sản xuất công bố tại thị trường Việt Nam. Khi mà chúng ta tham khảo ở một số những nhà đại lý bán lẻ thì chúng ta cũng sẽ có những mức giá ngon hơn. Ví dụ như là trừ hết quà thì chỉ còn đâu đó 17 triệu hơn một tí. Thì mức giá này các bạn có thể thấy rằng đã đập luôn cả hàng sách tay, trời khô máu luôn với sách tay. Và cái từ khô ở đây á thì cũng mang một cái hàm ý nữa, đó chính là cái chiếc máy này chỉ có thể khô được thôi, bởi vì nó không có tiêu chuẩn kháng nước không bụi bẩn IP68. Và bản thân mình nhận thấy không có tiêu chuẩn kháng nước không bụi bẩn IP68 ở cái năm 2021 này là một cái thiếu sót mà không thể bỏ qua được. Giá như mà Xiaomi mang tới cho chúng ta chuẩn kháng nước ở đây thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái thứ mà Xiaomi đã hoàn thiện hơn trên cái sản phẩm Mi 11 này để nó xứng tầm với những chiếc flagship khác. Đầu tiên, cái mà chúng ta có thể nhận thấy được rõ ràng nhất đó chính là nằm ở phần màn hình. Nếu như trước đây những cái sản phẩm cao cấp của Xiaomi dù là trên chục triệu, chúng ta cũng vẫn sẽ chỉ có màn hình Full HD, hay là cùng lắm là chúng ta cũng sẽ có thêm màn hình với tần số quét cao, thì trên sản phẩm Mi 11 5G mọi người đã nhận được một cái màn hình ngon hơn rất là nhiều. Độ phân giải 2K, kích thước lớn 6.8 inch và tấm nền OLED, không có gì để chê. Và trong cái trải nghiệm thực tế của mình khi mà sử dụng cái màn hình này thì tất nhiên nếu để so sánh thì nó có thể ngồi chung mâm với màn hình của những chiếc máy như là Galaxy S20 Ultra hay là Galaxy Note 20 Ultra. Bởi vì sao? Chúng ta có tần số quét cao trên cái độ phân giải màn hình là 2K đạt chuẩn hiện nay rồi, đúng không ạ? Rồi cho tới một cái điểm khác, đó là màn hình này thì cũng được làm vuốt cong từ ngoài để giúp cho mọi người có những trải nghiệm là đã nhất khi mà vuốt từ ngoài màn hình vào. Nhưng tất nhiên điều này nó sẽ chỉ đến khi mà chúng ta bóc cái miếng dán màn hình ra. Còn nếu như xài miếng dán thì nó vẫn sẽ gọn. Thì tùy theo thôi, các bạn muốn trải nghiệm đã nhất, mượt nhất thì nên bóc ra. Còn vấn đề xước ấy thì phải cẩn thận. Ngoại hình nữa, thì đối với Xiaomi Mi 11 hay là đối với những sản phẩm trước đây của Xiaomi ở phân khúc cao cấp thì chúng ta vẫn sẽ nhận được những cái build thiết kế là tốt nhất, như là khung viền kim loại này, rồi hai mặt kính. Nhưng mà trên cái sản phẩm này thì chúng ta cũng có ở đây là mặt kính được hoàn thiện nhám, khi mà sờ vào đã tay và nó hạn chế tối đa việc để lại những cái mồ hôi và cái dấu bẩn khi mà chúng ta sử dụng trong cái thời gian dài. Thêm nữa, một cái điểm mà chúng ta thấy được rằng Xiaomi đã làm khác hoàn toàn so với những hãng smartphone khác, đó chính nằm ở phần cụm camera này. Nó không phải là dạng 3 camera nằm dọc rồi xếp chồng thế này thế kia, mà nó sẽ dạng là một cụm hình vuông, sau đó là một cụm nằm bên trong nữa màu đen. Và nếu như chúng ta biết phối thêm một số cái ốp lưng nữa thì nhìn nó khá là giống cái hình con bò sữa mà trước đây chúng ta đã thấy trên một số các group xe ảnh này, và mình thấy nó khá là thú vị và nó tạo ra được cái sự khác biệt của cái sản phẩm cao cấp của Xiaomi so với những cái sản phẩm đến từ hiệu khác. Nhìn vào là biết đây là Xiaomi Mi 11. Và quan trọng nữa đấy là về thông số của camera, thì mình cũng đã có những video chia sẻ về cái thông số rồi nên là mình cũng không cần phải nhắc lại quá nhiều. Cơ bản là mình muốn nhấn mạnh vào cái cảm biến chính của Xiaomi Mi 11 năm nay. Nó đã được sử dụng một cái cảm biến xịn sò 108 megapixel, và cảm biến này đến từ Samsung. Xịn đúng không ạ? Và so sánh một chút thì nó ngang với thông số camera chính đang có trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra 108 megapixel. Xịn đúng không? Và đây là một số những bức ảnh mà mình đã chụp từ chiếc Xiaomi Mi 11 để cho các bạn có thể thấy rằng chất lượng của nó tốt là nhường nào. Bên cạnh đó, cấu hình vẫn sẽ là điểm mạnh của những sản phẩm flagship Xiaomi từ trước tới nay. Chúng ta có Snapdragon 888, rồi 8GB RAM, chúng ta có 128GB bộ nhớ trong. Và Snapdragon 888 đang là con chip cao cấp nhất của Snapdragon hiện nay, nên là mình cũng chẳng cần phải nói nhiều về phần hiệu năng. Chủ yếu đó là anh em đang nghi ngờ về cái vấn đề nhiệt độ trên những sản phẩm này, thì Xiaomi cũng đã công bố rằng họ đã khắc phục được cái vấn đề này trong cái phiên bản cập nhật sắp tới. Nên anh em mua về, cập nhật lên là mọi vấn đề đã được giải quyết, không cần phải suy nghĩ gì nhiều ở phần hiệu năng của chiếc máy này.
Rồi cho tới những điểm nho nhỏ mà mình nói là Xiaomi đã khắc phục dần dần, như là cái việc tính năng quay video và thu âm của nó không thực sự tốt như những sản phẩm trước đây, thì ngay từ chiếc Mi 10 đã được khắc phục và chiếc máy này cũng như vậy, và cái khả năng thu âm của nó đã dần dần được hoàn thiện và làm tốt hơn trong những cái thế hệ sau. Đây là video quay test từ chiếc Mi 11 và tiếng thu âm trực tiếp. Và các bạn thấy ở đây editor của mình thì cũng đang edit chính cái video mà hôm nay các bạn sẽ thấy. Đó, thu âm ngon đấy chứ. Và mình đang quay ở 4K, và cái chiếc máy này thì quay tối đa lên được tận 8K cơ. Rất là ngon. Nên các bạn cũng yên tâm ở cái khoản này. Hay là cho tới phần loa, thì lần này Mi 11 cũng đã được Xiaomi đầu tư mạnh tay khi mà trang bị công nghệ loa xịn sò, loa kép, và mình đánh giá rất cao ở cái phần loa bên trên của chiếc Mi 11 và cũng được tối ưu hóa bởi Harman-Kardon. Nói chung đối với Mi 11, khi mà chúng ta đã có một mức giá nó chuẩn flagship thì tất cả những thứ khác cũng đã được Xiaomi nâng cấp lên ở một cái tầm cao mới để đạt chuẩn flagship. Nhưng song song với đó thì cũng có một thứ mà mình vẫn chưa thực sự hài lòng, đấy là về cái chuẩn kháng nước hơi bụi bẩn thì chiếc máy này vẫn chưa có. Đấy là một thứ thực sự cần thiết, bởi vì là chúng ta đi ra ngoài còn cần áo mưa mà, thì máy cũng sẽ phải được trang bị những thứ giống như kiểu áo mưa để có thể kháng lại tất cả những cái thứ nước từ bên ngoài. Còn các bạn thấy sao về Mi 11 với mức giá hơn 17 triệu chính hãng tại thị trường Việt Nam? Xin comment để lấy ý kiến các bạn phía bên dưới. Lưu ý giá đó là giá tại một số đại lý bán lẻ nhá. Còn giá chính thức thì vẫn là hơn 20 triệu. Thế thôi. Còn bây giờ đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của The Tech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.